Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì Meta giới thiệu để các bạn một chiếc máy lọc không khí mini 4-in-1 UV Homidic AP-P60. Một chiếc máy lọc không khí mà có thiết kế nhỏ gọn như một chiếc loa Bluetooth mini như thế này thì có thể làm được gì? Hãy theo dõi video để khám phá sản phẩm nhé! Chiếc máy lọc không khí này thì có thiết kế nhỏ gọn với đường kính chỉ 6,7cm, chiều cao là 17cm và sử dụng nguồn pin sạc với các nguồn USB như thế này rất là tiện lợi. Và với chiếc máy lọc không khí này thì các bạn có thể sử dụng trong không gian với diện tích lên đến 5m², có thể phù hợp sử dụng ở trên xe ô tô, bàn làm việc cá nhân hay là trong một cái phòng nhỏ. Vỏ chiếc máy lọc không khí này chắc chắn độ bền cao, chống thấm nước và bảo vệ tốt được bộ lọc bên trong. Và chiếc máy lọc không khí này sẽ hoạt động với cơ chế là không khí sẽ đi vào lỗ ở phía dưới, đi qua bộ lọc HEPA ở phía trong, sau đó ra không khí sạch ở phía trên. Homidic AP-P60 sở hữu cho mình bộ lọc hiện đại bậc nhất hiện nay với màng lọc HEPA 360 độ, có thể loại bỏ 99% chất gây ô nhiễm dị ứng có kích thước siêu nhỏ. Bộ lọc này sẽ sử dụng được trong vòng 12 tháng, sau đó chúng ta sẽ phải thay bộ lọc này để sử dụng tiếp. Bên cạnh đó thì màng lọc than hoạt tính giúp khử mùi hiệu quả. Màng lưới có tác dụng loại bỏ các hạt bụi có kích thước lớn và bảo vệ bộ lọc. Với chiếc máy lọc không khí này thì chúng ta sẽ sử dụng các nguồn USB và cắm vào máy tính hoặc là adapter có đầu USB tương thích. Bạn có thể lựa chọn được tốc độ lọc trung bình hoặc là cao để phù hợp với những không gian làm việc khác nhau. Với nút nguồn như thế này, máy có duy nhất một nút nguồn để chúng ta có thể điều khiển. Vừa bật tắt máy và điều chỉnh tốc độ luôn. Còn nữa là máy có chức năng diệt khuẩn bằng tia UVC, bằng việc là có trang bị thêm đèn LED UVC để tăng cường khả năng diệt virus, vi khuẩn, nấm mốc. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn chiếc máy lọc không khí mini Homidic AP-P60 4-in-1 UV. Và nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua sản phẩm này thì có thể truy cập vào đường link dưới phần mô tả của video với thời gian bảo hành lên đến 24 tháng khi mua hàng tại website meta.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.